Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay đó mình chia sẻ vườn của bác có một số cây nè. Đây là cây xoài cát Hòa Lộc. Thì thấy cái gốc nó cũng lớn nè. Cây này bác bán 200 nha. Bác có 3 cây, nói chung ba cái cây xoài này á, nhìn cái dáng của nó rất là đẹp. Cái cây này cái tàn cũng rất là đẹp nè các bạn. 200 một cây nha. Xoài cát Hòa Lộc, cái tàn này nó có nhiều cái ngọn này các bạn. Đó, 2, 4, 6, 5, 6 cái ngọn luôn á. Thấy cái gốc cũng lớn nha, 200 đồng một cây. Mình quay cũng rất là kỹ luôn để cô chú anh chị và các bạn mình ngồi nhà mình cũng có thể mình xem cây cho nó kỹ á, coi là cây như thế nào. Thì cây này cũng 200 luôn nha, tất cả là 3 cây. Còn đây là những cây ổi ruby thái nè, ruby thái những cái cây mà nằm trong cái chậu bác thay chậu 25 gallon rồi đó, 700 một cây nha. Đó, những cây vậy là 700. Cái gốc thì nó cỡ bằng ngón tay út đó. Đó, còn cái cây mà có trái như vậy là 1.200 nè. Đó, trái này chín luôn rồi. Cây có trái này thì là 1.200. Còn những cái cây mà nhỏ nhỏ đây nè, nhỏ nhỏ mà đang trong cái chậu 25 gallon đó. Những cây như vậy là 700 á các bạn. À, cây này cũng 700 nha. Đó, mình quay hết cho các bạn xem luôn. Cây này thì giá 1.000. Đó, cây gốc thì to bằng cỡ ngón chân cái đó. Thì cây này chứ cũng có trái, mới hết trái rồi thì bác bán cây này 1.000 nha. Đó, trên cây thì có bông. Cây bên trong cũng 1.000 luôn. Nằm trong chậu 25 gallon. Cây 1.000. Đó. Còn đây là những cây 700. Đó. Đây là cây trái của cái cây lớn nè. Bác cho mình cái trái này, tí nữa mình cắt thử cho cô chú anh chị và các bạn ăn xem sao nha. Cây này thì 1.200 nha các bạn. Cây này thì thấy cái tàn tương đối là tàn nó rộng á. Hôm trước cũng có nhiều trái lắm nhưng mà trái nó chín hết rồi. Cho nên hái rồi cho nên không còn trên cây. Nhưng mà cây này á là hôm trước có trái đó. À, cây này nói chung là đẹp đó. 1.200 nha các bạn. Bạn nào mà muốn mua ruby thái mình thấy cái cây đó đẹp á. Còn cây này á thì cũng 1.200 luôn. Có hai cây. Còn mấy cây bên trong cũng 1.200 luôn nha. Đó, mấy cây đi sát tường đó. 1.200. Còn cái cây phía ngoài này á, thì 1.000 nè. Đó, cây này 1.000, hai cây này 1.000. Còn những cái cây Samuche Silatgut mà nhỏ nhỏ thấp thấp ở dưới này nè là 80 đồng nha. Đó, mấy cái cây mà Silatgut này nè mình đang quay đó là 80 đồng. Còn mấy cái cây mà cao cao hơn đó là Alano đó thì 100. Đó, 100 cây. Mấy cây đó đó là 100 ha. Còn mấy cây nha, thấp thấp ở dưới là 80. Còn đây là cây mận, mình không biết cây mận này mận gì đây. Bác không quên nói giá cho nên mình không có biết giá, có gì đến các bạn hỏi giùm mình nha. Giống mận Thái Châm Bồ ha. Còn đây là cây tầm ruột nè. Cây tầm ruột thì cây này 100. Đó, bác có hai cây. Cây gốc cũng lớn. Cây tầm ruột. Các bạn thấy nhà bác có hàng rào tường á, nó cũng ít gió đó cho nên cây nó cũng tốt đó các bạn. Đây là cây mận hồng đào Sóc Trăng á, chậu 15 gallon, giá 150 đồng. 150 đồng nha. À, mình cũng nói luôn là bác không có ship đâu nha các bạn. Cũng lớn tuổi rồi không có ship cây đâu, không có biết ship mà cũng không biết gửi xe đò hàng đâu. Bạn nào thích mình đến nhà mua ủng hộ bác nha.
Đó, mình là hồng đào Sóc Trăng. Còn cây này cũng là mình hồng đào Sóc Trăng luôn. À, nhưng mà cây này giá bán là 180 đồng. Cây này mình thấy nó khỏe. Cây nó to, cái tàn nó to nha các bạn. Đó, có một cây. Còn đây là những cái ổi ruby Đài Loan. À, giá là 120 đồng nha. À, cái gốc của nó thì cũng bằng cỡ chừng ngón ngón trỏ đó. Rồi có cây thì bằng ngón út. 120 đồng. À, chậu 3 gallon. Thôi để con quay cho Nè, bác, tại vì con về cây con này lỗ 100 á. 120 đồng một cây ổi Đó. ruby Đài Loan nha các bạn. Ổi ruby Đài Loan ăn rất là ngon luôn á. Còn đây là cái cây xoài này nè. Xoài này á, thì bác để ăn. À, mình quay cái tên cho các bạn xem thôi. À, bác nói á, cái loại xoài này á, ăn ăn xanh nó rất là ngon luôn. Cho nên mình quay cái Vậy tên cho cô chú anh ngon. chị. Các bạn nào thích thì mình có thể mình mua. Còn cái loại mung kinh si, cái loại này cũng ngon. Đó, bác có hai cây nhưng mà hình như bác không bán. Còn đây là những cây ổi ruby Thái. Đó, cái gốc thì cỡ bằng chừng cái đũa cái xào á các bạn. Đó, mình cho các bạn xem cái ngón tay của mình với là cái gốc thì các bạn cũng biết nó có như thế nào. Thì cây này là 200 nha. Mấy cây này là 200 cây. Bác có cũng mười mấy cây đó các bạn. Mình có thể mình đến mình xem cây. Mình nhìn bên ngoài thì mình xem nó kỹ hơn nha các bạn. Mình quay như vậy thôi rồi các bạn đến mình xem rồi mình nhìn thích cây nào thì mình lấy nha. Đây là hai cây nhãn nè, hai cây nhãn này 80 đồng một cây. Đó, cây nhãn. Còn đây là cây khế. Hôm nay cái giọng mình nó hơi khàn nha các bạn, sorry các bạn nha. À, cây khế này như bác có để ăn á. Còn đây là cây Red Custard Apple, bác bán 200 nha. Đó, cây lớn lắm, nếu mà các bạn nào thích á, cây Red Custard Apple đó, bác bán 200. Còn đây là cây xoài nè. Cây xoài này có 3 trái, cái nhánh nhỏ xíu mà có được 3 trái, đeo 3 trái luôn. Mình không có biết giá hôm trước, hình như bác bán 400 hay 450 đó các bạn. Đây bác có cây măng cầu đó. Cây măng cầu bác ghép vô nè. Bạn nào mà có những cây măng cầu mẹ đó, mình cắt đi rồi mình ghép nhiều loại vào cái cây nhìn cưng lắm. Ghép vô là có trái liền à, tại vì cái gốc nó to á, nó nuôi trái ngay năm đó luôn á. Còn đây là cây măng cầu Red Custard Apple nè. Cây này thì bác đang bán là 200 nha. Bác on sale bán cây này 200. À, cây cao lớn lắm. Nếu mà bạn nào có đất nó trồng xuống có trái ăn liền. Mình có 3 trái ổi của bác tặng cho mình đó. Cho nên mình muốn review cho cô chú anh chị và các bạn xem như thế nào nha. Mình cắt ra cho các bạn xem. Thường thì mình ăn ổi đó mình hay thích gọt vỏ nha các bạn. Đó. Cái trái ổi ruby Thái ấy, thì nó da nó hơi sần sùi đó. Trái này thì là trái nó nhỏ thôi, cái chứ thường ấy là nó bự lắm ấy nha các bạn, nó có những cái trái rất là to luôn. Đây là một số hình ảnh mà bạn khán giả YouTube của mình á, rất là dễ thương cho mình những cái hình này để mình chia sẻ với các bạn. Cái trái trong vườn của bạn đó là ruby Thái nè các bạn. Các bạn thấy không, trái cái màu rất là đẹp, rất là ngon mà bạn nói ăn rất là giòn, rất là ngọt, ngon lắm. Thì nhờ có tưới phân cá với phân đậu nành đó cho nên mình chia sẻ với các bạn. Nếu trồng ruby Thái thì mình tưới nhiều phân cá với phân đậu nành để cho cái trái nó to, nó ngon, nó ngọt nha. Mình rất là mê luôn, bạn nói ăn rất là ngon. Bạn nói đó, ruby Thái là number one and ruby Đài Loan là number two đó. Hai cái là 9-10 luôn á. Bây giờ mình nhìn thấy cái trái của bạn, mình với thấy bạn nói đúng á, cái trái nó rất là đỏ đẹp và ngon nữa nè. Cho nên cái trái ngon hay không tùy vào người chăm sóc nữa nha. Khi mà mình đi mua cây đó thì nó nằm ở trong chậu á, đôi lúc không có được chăm sóc nhiều cho nên trái chưa được ngon, nhưng các bạn đừng có thất vọng nha.
Mà trái này trái cuối mùa rồi. Thì bên trong các bạn thấy không có hột nè. Khi mà ruby Thái nó mình nhìn đó mà bên trong á, mà nó càng đỏ đậm á, là nó càng ngon đó các bạn. Cái màu mà nó càng đỏ đó thì cái cây ăn trái á, mà ngon hay không á, là cũng do mình chăm sóc nữa nha các bạn. Giống ruby Thái là rất là ngon luôn đó các bạn. Cái trái này á, nó hơi bị sâu cho nên mình phải gọt bỏ, mình cắt nó đi. Mình không có ăn được vỏ nha. Ăn vỏ thường thường mình thấy nó chát chát, mình không có thích. Để mình ăn thử cho các bạn xem. Ổi ruby Thái á, nó có một cái đặc điểm á, là rất là giòn nha. Giòn. Cái trái á, lần này đó các bạn, ở trên cái cây lớn nè, ăn nó giòn, đậm đà. Có vị chua. Ruby Thái thì có vị chua nhiều hơn là ruby Đài Loan nha. Nhưng mà cái vị chua của nó rất là đậm đà. Đó. Cái trái mà nó càng đỏ là nó càng ngon nha. Tuy cái trái này á, nó đèo á, nhưng mà ăn nó cũng rất là ngon. Nhìn nó giống như là nó chắc á. Bên trong thì nó hơi bị mềm mềm chút tại vì nó cũng hơi chín. Ổi thì mình hái mà hái cái lúc mà đúng lúc á thì nó rất là ngon nha. Mình đừng có hái xanh quá mà đừng có hái chín quá. Khi mà mình trồng cây tự nhiên mình biết nè, tới cái lúc nào được ăn là mình biết nè. Cái màu của nó vàng á mà nó vẫn còn cứng đó các bạn. Thì mình hái á, ăn á, nó rất là ngọt ngon. Mình thấy trái cây gì cũng vậy nha. Khi mà mình hái đúng lúc thì nó ăn rất là ngon. Mận cũng vậy. Mình trồng á, mình hái mà sớm quá nó cũng chưa có đủ ngọt đâu. Hồi trước nhà anh nè có cây mận đó, mình ăn á, mình biết á, cây nào trái nào mà chín á, là nó rất là ngọt ngon. Bây giờ thì mình cắt hai cái trái ổi ruby ra cho các bạn là xem. Ăn thử cái ổi ruby nó như thế nào nha. Cái trái ổi ruby này thì nó tròn tròn nè. Đó. Cái trái bên tay phải thì nó mềm hơn, trái bên tay trái nó cứng hơn. Để mình cắt cái trái ruby nó cứng rồi nó xem sao nha. Mình hái trái cây đó, mình hái đúng lúc đó, thì nó rất là giòn, rất là ngon nha. Mình để nó mềm đó, nó chín đó, là nó cũng bị mềm. Cái trái mình đang gọt này nó cứng nè. Mình cũng có thể mình sờ đó, mình cũng biết được đó. Mình nhìn cái trái ổi á, nó màu vàng á, rồi nhìn nó già đó, là mình có thể mình hái được rồi. Với là vào cái mùa thu hoạch á, là mình tự biết nè. Khi mình trồng cây á, là mình sẽ biết hết á. Tại vì mình ra đó, mình nhìn nó mỗi ngày đó các bạn. Cho nên nó thay đổi như thế nào mình đều biết hết á. Với là khi mà mình hái, mình ăn rồi mình cũng sẽ có kinh nghiệm đó. Đây là cái trái ổi ruby Đài Loan nè. Ruby Đài Loan ít hạt đó. Mình rất là thích ổi ruby Đài Loan đó các bạn. Nếu mà bạn nào á mà muốn trồng ruby Đài Loan á, mà mình không có nhiều tiền, mình mua ruby Thái, mình trồng ruby Đài Loan được các bạn. Ruby Đài Loan ăn rất là ngon nha. Mình cũng khuyên các bạn á, nếu mà mình mua ruby Thái mà nhiều tiền quá thì mình có thể mình mua ruby Đài Loan. Nha, nó rẻ tiền hơn mà ăn rất là ngon. Ít hạt nè các bạn. Cái màu của trái này á, đợt này á, đỏ nè các bạn. Nó già đó, nó đỏ đó. Nó còn đỏ hơn nữa đó. Nếu mà mình trồng, mình chăm sóc nó tốt á, nó còn đỏ hơn nữa. Tại vì mấy cây này nó đang ở trong chậu, chứ mình trồng ra ngoài đất á, là nó sẽ tốt lắm. Đó, ăn rất là ngọt luôn các bạn. Ruby Đài Loan á, thì ăn cái vị ngọt nó nhiều hơn. Ruby Thái theo mình thấy như vậy, mình đang ăn những cái trái này thì mình thấy như vậy nha. Nhưng mà có bạn nó chia sẻ với mình á, là ruby Thái đó ăn rất là ngon nếu mà mình tưới phân cá mà mình tự làm đó, với là phân đậu nành á, mình tưới cho cây thì cái trái ổi á, nó rất là đỏ, rất là ngon. Các bạn nào á, mà khi mà được ăn ruby Đài Loan đó, nhớ giữ cái hạt lại để trồng. Tại vì nghe nói đó, khi mà mình trồng bằng hạt đó, thì cái cây nó lên đó, nó không có hạt luôn đó các bạn. Cái trái nó không có hạt luôn. Cho nên á, mình cũng giữ hạt lại mình trồng. Trồng ổi nó mau có trái lắm. Khoảng chừng 3 năm là cái cây mình to đùng mà là có đầy trái rồi.
Các bạn nhớ nha, khi mình được ăn ổi ruby Đài Loan nhớ giữ hạt lại, tại vì khi mà trồng cây ruby Đài Loan từ hột á, nó có trái là nó sẽ không có hạt luôn. Nhiều bạn đã chia sẻ với mình như vậy, cho nên á mình chia sẻ với các bạn, nếu ăn được trái ổi ruby mà có hạt thì giữ hạt lại. Video tới mình sẽ chia sẻ những cái cách đó mà gieo hạt ổi như thế nào để cho cái cây nó mọc nha các bạn. Bye.